Món vịt này rất là hấp dẫn, được quay đúng 11 giờ khuya bằng một dụng cụ quay thô sơ và rất là nghệ thuật. Được những nhà khoa học phát minh và sáng chế trong một cái bối cảnh là màn đêm, sương phủ kín bầu trời. Chúng ta thấy sự chuyển động của con vịt rất là dẻo. Khi nó chín thì nó sẽ trở nên giòn. Hôm qua nó chạy mở ra thịt vịt là một món ăn rất là bổ dưỡng, được quay bằng lửa. Sao lửa nhiều quá vậy, mình phải dứt mấy cái cây có lửa ra chứ. Mùi vịt rất là thơm. Dồn thang qua cái đít đó. Đúng rồi, xích xứng này nè. Thì nó sẽ, cái hơi nóng nó sẽ đi qua đó. Cái cục kia cháy lửa lớn quá. Con lửa hôm nay nó cũng có khói rồi hôm qua. Đúng rồi. Cái này gọi là cây lát thôi. Êm ái và ngọt ngào quá ha. Không có ồn ào. Cái động cơ này hay hơn cái động cơ chuyền nhông rất nó nhiều quá. Đúng rồi. Còn quay con heo thì sao? Banh nó lên đó. Nhưng mà cái motor phải bự chứ đâu. Ừ. Ha. Cái này chắc quay mở đâu rồi. Ừ. Ấy, cái này hồi đó trộn. Thì nhanh nhông rồi phải quay được hết. Cái này hồi đó trộn cái bàn sao phá được mà đá cục cục này nó trộn được thôi. Rồi chúng ta ngồi đợi con vịt nó sẽ chín dần. Gặp lại ở bàn ăn nhé.